Ngày 3 tháng 11, ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Lão cho biết, sau bão số 5, trên sông Dinh xuất hiện trận lũ lớn đã đánh sập hai nhịp cầu An Liên làng Mạc An Dũng. Theo ông Nam, huyện đã mời Sở Giao thông Vận tải ra kiểm tra, đồng thời sở này đã có phương án làm cầu tạm để cung cấp cho người dân nhưng phải chờ nước rút. Cũng theo ông Nam, cầu An Liên thành lập đã lâu, hiện xuống cấp nặng. Thế nhưng, do nằm trong khu vực lòng đại dương Đồng Mít, đến năm 2020, huyện có chủ trương di dời người dân làng Mạc An Dũng xuống chỗ khác nên không làm cầu kiên cố. Hiện 1.200 hộ dân hai làng Mạc An Dũng, An Dinh bị cô lập. Những ngày qua người dân đã ghép cây lên các nhịp đã gãy để đi bộ qua sông. Sau bão số 5, sông Dinh xuất hiện trận lũ lớn đã đánh sập hai nhịp cầu An Liên. Ảnh đờ. Đây là đoạn đường độc đạo về trung tâm huyện An Lão. Biết nguy hiểm nhưng nhu cầu đi lại của bà con rất lớn nên không còn cách nào khác. Hiện giờ nước lũ cũng rút xuống S, người dân có thể đi qua lại bằng cầu tạm, nhưng xe máy thì chưa qua được. Địa phương cũng đã cử lực lượng xuống để trực tại cầu chỉ đạo bà con đi lại, ông Nam cho biết. Còn ông Đinh Văn Lớ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân làng Mạc An Dũng thông tin thêm, nước sông dâng lên cao, chảy xiết khiến việc qua lại ở những đoạn cầu ghép rất nguy hiểm. Hiện nhiều thầy cô, cùng học sinh vẫn phải nghỉ học, chưa thể đến trường vì lũ chia cắt.